Rồi, chào mừng anh em ha, chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Hôm nay ngày 23 tháng 6 anh em, buổi chiều trời thì mới vừa mưa xong. Thôi giờ mình nói mình có mấy cây nè, có cây một cái mấy cây gì có cây mà mới dọn xong con cây nè. Hôm nay phục vụ mấy đơn hàng của mấy anh em nó cũng hơi bận rộn quá trời. Mấy anh gọi điện rồi chọn thẳng luôn rồi dọn không lên video được. Giờ thì mình tranh thủ ha. Cũng có một cây này chia sẻ với anh em ha. Nhìn tổng thể cái đi ha. Cây này á, thì Isuki ha anh em, máy động cơ Kawasaki ha, dòng G này nè ha, GV ha anh em, 63cc. Nó là thằng hệ đó nha anh em. Cho nên anh em yên tâm. Máy thì nội địa Nhật, cũng trình tự thì vô mình sẽ test nổ xong rồi mình giới thiệu chi tiết rồi mình sẽ kết thúc video ha anh em. Nhưng mà bây giờ thì đầu tiên thì cho mình chúc anh em được nhiều sức khỏe ha, trẻ và đẹp ha, quan trọng ở chỗ đẹp đó rồi sau đó thì mình sẽ đi vô chi tiết luôn ha. Trước khi đi vô chi tiết thì mình cũng nói lại chứ chưa để với anh em cái tình hình dịch bệnh thì cái diễn biến cũng khá là phức tạp. Mình thì hôm nay thì cũng không có đi bãi thì được hết á, cho nên cái lượng hàng thì mình cũng còn để bán cho anh em thôi, nhưng mà còn rất nhiều. Nhưng mà con cái thì nó không được đi bãi, nó không được vui thôi, trong nghề mà đam mê mà phải đi khăn lùng kiếm này kiếm kia cho anh em, phục vụ anh em cho nó vui. Mà hôm nay thì kẹt cái nhắc mình đi không được, mình chỉ có bán hàng vậy thôi. Dọn cái nhà, dọn ổ rồi sạch sẽ rồi vệ sinh rồi bán rồi nè. Rồi giờ mình cũng vô chi tiết ha. Cây này thì động cơ Kawasaki thì anh em biết rồi, đầm xăng dưới thì khỏi với chơi vào đâu được rồi ha. Nó là hệ cũng bơm xăng ha, bơm dưới xăng là bơm xăng mà ha. Xăng chảy qua đây rồi đóng lại lại ha, kéo lên đóng ha, nhấc ga lên chút ha. Rồi giật nổ rồi mở lại ra. Trời anh em ơi, một cục súng nó lớn nó chạy khủng khiếp luôn. Hít là cả ba số 3 số 4 rồi 1 phần 3 phần 4 ra nó nửa ra mà nó chạy quá trời quá đất. Nó kêu. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vô chi tiết ha. Mình tổng thể cái này đi ha. Đó. Rồi, vô chi tiết ha. Con này thì mình để cái tên này luôn ngày 26 tháng 3 luôn ha. Giá bán thì mình bán 4,5 triệu ha. Cái này cân nặng cũng 13 kg ha. Mình nói lại, cây này mình đã làm hết rồi ha, động hầu rồi máng trượt rồi kia nọ mình làm hết rồi. Anh em chỉ có về là mình sẽ gửi cho anh em là đầy đủ ống điếc rồi kia nọ, full đồ là để anh em đổ xăng vô là nổ là sử dụng thôi ha. Ngoài tất cả mọi thứ thì mình đã làm hết rồi ha. Bây giờ nhìn tổng thể đi ha, nó có tên này là chữ Nhật không ha. Isaki hay là Suzuki cái gì đó không biết nữa, mà cái Nhật mình cũng không biết đâu, mình không rành đâu. Nhưng mà động cơ này mình nói lại nha, động cơ này là Kawasaki ha, 60cc. Cái dòng G này thì anh em biết rồi ha, đến từ thương hiệu này thì anh em biết rồi ha, 63cc này nè ha. Rồi tổng thể cái đi, bình nó thì bình 26 nha anh em, nè bình 24 thì tới đây rồi nè ha, còn lên lúc này nữa ha, thì bình 26 lít nha. Không có mẻ tem đóng gì đóng này đây là làm sao ha, đây mặt lưng nha. Cái dây quải nè anh em, mút nó còn dày ha. Nè, hai bên đều giống nhau hết ha. Nè anh em nhìn nha, cái máy này cực mới nha anh em. Nè anh em nhìn kỹ, mấy cái này chưa xét nha. Thông thường để ngoài bãi là mấy cái này nó xét trước nha. Nè ốc
còn 7 màu rồi, ha. Mới từ con ốc một không ha. Ốc này thì bằng inox thôi ha. Anh em đừng có lo, không cần phải sợ sét gì đó. Cái tay này tay bằng sắt nha. Tay bằng sắt. Nhưng mà anh em nhìn kỹ nha. Máy này máy hệ nha anh em. Cánh quạt này là cánh bằng nhựa nha anh em, mình nói lại tay này bằng sắt. Nó cánh nhựa nó khắc phục được cái nhược điểm là mình hay đổ ngã đổ rồi đó, thì cánh cái cây này nó sẽ chắc hơn ha, nó không bị gãy đổ như tay nhựa ha. Nhưng mà cánh này là cánh nhựa nha, mình nói lại nha, động cơ này động cơ hệ nha, cánh là cánh nhựa. Thì anh em nhìn thấy mấy ốc này còn 7 màu hết ha. Cái động cơ này rất mới nha, tay là anh em nhìn biết rồi ha, cái màu sắc là biết rồi, nhìn tổng thể là anh em biết rồi ha. Nó có ống lót đàng hoàng nha anh em, máy hệ nó có ống lót đàng hoàng nè. Mình nói thì anh em nhìn thấy không đó, ống lót bằng inox luôn á, tấm lót bằng inox luôn á. Mình nói hoài mấy cái này, dòng máy hệ thì nó hay có những cái nó đơn giản nhưng mà lại nó rất là chuyện trò ha. Thấy nó đơn giản thì chứ không phải là thường đâu anh em, nó làm những cái đó để cho phục vụ cho mình thôi. Tất cả những cái này nó là bằng nhựa hết ha, le đóng rồi trong này thì mình làm lại ha, rồi le ổng rồi ống máng trượt rồi mình làm bằng inox, rồi sau nó là một cái nào bằng nhựa thì của nó riêng thì mình dễ để ha. Nhưng mà mình sử bao cho anh em sử dụng xạ lúa bình thường ha, còn mà xạ mà tay xạ không được thì máy thì thua anh em. Có những anh em giống để 2 đêm 3 đêm nó dài dĩ quấn cục lại tay xạ không được kêu máy sao xạ không anh em. Nói thật khi máy đàn chi mình xạ mình phải canh thôi, nó canh giống thôi, giống nó mới ra búp á, một vài ly 5 ly trở lại á, thì mình xạ một máy thì nó tương đối xuống nó khỏe hơn. Thì anh em cũng biết rồi, xạ máy làm sao mà để nó dài như xạ tay được đó, nó vậy đó. Máy thì phải chịu thôi, cái mộng nó phải ngắn nó mới xạ mới ngon được nè. Cái máy này mình nói lại nha, nó này cái này nó trên 95% á, thì nó nằm ở mấy chỗ này nè anh em nè như giật thì anh em nhìn thấy nè đó. Nè anh em nhìn thấy ha, máy móc còn riêng nguyên bản hết ha, tất cả những con ốc ít nó đây nè anh em nhìn thấy gì, mình ha, bình xăng là bình xăng xịn nè, ở nó nhiều ha, bình xăng dưới ha. Nè anh em nhìn thấy nha, nhìn kỹ cho mình ha, mấy cái ốc lóc máy nè đó, cái lóc máy nó sạch bon luôn, nó sáng tròn luôn anh em nè. Nhưng mà anh em nhìn kỹ những cái mà nó còn những cái ốc chân nền 7 màu nha, con nào cũng vậy nha, chứ không phải là một hai con đâu. Nè, anh em nhìn kỹ cho mình ha, mấy ốc này nè đó. Anh em nhìn kỹ mấy ốc trong này đó, nhìn sâu vô trong lóc máy, nó đúng lý mấy cái con đó nó sẽ xét trước nó. Nhưng mà cái này nó còn 7 màu luôn nha, còn mới tròn luôn ha. Cái máy nè, ngoài cái tiếng nổ thì mình không nói, anh em nghe tiếng nổ là anh em biết rồi, nó căng nó hít nó gió mà nó hú kiểu đó thì anh em biết cái động cơ nó còn xịn cỡ nào ha, nó còn chất cỡ nào à. Kết hợp lại với mấy con ốc này ha, bô bọn còn sạch bon, không có tì vết nào hết nha. Cái máy này là không có tì vết, không có bể với chị chuột cái này hết. Có cái tem này mình xịt nó văng thôi, nó xịt mạnh quá nó văng thôi ha. Anh em nhìn nè, nó mới từ con ốc một ha. Nè, mấy chỗ này thì nó hơi xét, chỗ này thì nó hơi xét, mình làm gì vệ sinh chưa sạch mình phải chịu thôi anh em. Cánh này mình nói lại, cánh này là cánh nhựa nha, cánh này nhựa cực kỳ tốt ha, máy này không có nặng đó. Tem bọng một số seri rồi thì nó nằm ở đây hết ha, qua Kawasaki thì anh em biết rồi. Còn một cái tem ở phía dưới nữa, phía dưới đứt máy, nhìn dưới này nhìn lên nè, trong này nè, nhìn tút trong này nè. Rồi anh em nhìn tổng thể cái kỹ cái nữa đây ha. Mình nói rồi, tất cả những cái này thì nó còn mới thì anh em nhìn thấy biết rồi ha. Ốc này thì cũng còn 7 màu nó chưa có màu hết. Rồi mình lấy thêm đó, động thể của máy này là nó gì ra nè, động cơ này mình nói lại nha, động cơ Kawasaki, máy này máy hệ nha, máy này máy hệ. Ngày trước á mình có nhiều lô mình bán cho anh em ra ngoài Bắc, hay là bán nên có mấy cây như gì mình bán giá nó cũng nó hơi thấp, là tại vì sao? Thứ nhất nó vẫn còn mới, thứ hai thì
cái lúc đó mình mua giá nó thấp ha. Những cái động cơ mà dán tem ok này thì anh em biết rồi, đầu nén rồi cũng vậy đó ha, thì nó là tuyệt vời. Dòng G này nữa thôi khỏi nói nhiều, nhưng mà mình cũng phải nói để cho anh em hiểu được. À, anh em nhìn nó mấy ốc à, nó già tươi luôn ha, gót máy nó sạch bon, nó bóng lưỡng luôn anh em. Đúng, phun vô phun ấy thì nó sẽ dơ bẩn lắm, nhưng mà nó sẽ dễ bị cái dấu mục đó. Mà lốc máy nhôm của hợp kim nhôm này hay bong một lên, nhưng mà cái này nó còn mới quá, mình chùi chưa sạch nha, nhưng mà nó vẫn bóng lưỡng hết nè, hàng này hàng thể hết. Rồi cái này mình nói lại nha, nó có tên là 23 tháng 6, cái giá bán mình bán 4 triệu rưỡi nha, nó nặng 13 kg. Hàng này mình nói lại là hàng thể nha, thùng lớn nha, thùng này thùng lớn, thùng zin luôn nha, nắp là zin nguyên bản từ trên đến dưới luôn nha, cây này á. Rồi mình nhìn tổng thể lại lần nữa đi ha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây ha. Rồi một lần nữa mình sẽ đây nè, mình hướng dẫn cho anh em nữa cái này tại sao mà nó hệ là chỗ này nữa, thêm cái này nữa. Cái này thì anh em biết rồi ha, gỡ thùng vệ sinh thùng rất là dễ ha, nó giống như cây gài của thằng Kyrix vậy đó ha, nó kết hợp của nhiều hãng lại với nhau đó. Cây này á, cánh thì nhựa, tay thì inox, khắc phục là tay này thì bằng nhựa, tay bằng sắt, nó ngã đổ nó cũng khó mà gãy, nhưng mà ưu điểm của nó là cánh nhựa thì nó ít bị xé. Còn những cái cổ này nè, nó những cò gài này nè, thì nó cái thùng tháo rời ra rất là dễ ha, nè rất là dễ vệ sinh ở trong ha. Tất cả những cái này thì nó cũng vậy thôi ha. Bình xăng thì bình xăng dưới rồi, khỏi nói nhiều rồi ha anh em. Những cái này nó còn mới choang thì anh em biết rồi đó. Rồi cái cây này thì cái dây đeo dây quải thì nệm lưng rồi thì origin hết ha, chưa xét gì hết á, anh em nhìn thấy là nó đẹp từ giờ, ống lót rồi thì đủ rồi ha. Kết hợp những cái ưu điểm nhất thì nó nằm ở trong máy này. Còn cái máy này thì bây giờ mình bán giá 4,5 triệu thì nó không phải là mắc đâu anh em. Cái chất lượng máy thì đối với không mình nói trước là nó không mắc nha, nhưng con gái là cái máy này bù lại nó rất là mới ha, đó. Động cơ còn rất là mới ha, những cái gì nguyên thủy hết, riêng nguyên bản hết, mình bán giá 4,5 triệu nha anh em. Rồi anh em nào có xài thì alo mình ha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây, rồi hẹn gặp lại ở video sau. Chúc anh em vượt qua cái thời điểm khó khăn dịch bệnh này để mình có một cuộc sống nó thuận lợi và ấm áp bên gia đình và người thân ha. Rồi chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở video sau.